Em bé bồng bông, em bé để bắt bài với mẹ rồi. Hello, hello, xin chào em bé dễ thương. Hà. À, chị ngọc nhẽo. Hôm nay Nguyên có nấu cháo khoai tây với lại cà rốt với lại thịt cho chiên nè cả nhà. Bây giờ Nguyên sẽ đem đi xay nha. Bữa nào Nguyên cũng nấu cái loại hạt này nè. Đó. Cái nó có trộn hạt hạt kê với lại hạt hạt quinoa cả nhà. Giờ Nguyên sẽ múc ra để xay cho A Chin ăn. Cà rốt với khoai tây. Khoai tây thì Nguyên sẽ lấy nửa củ, nguyên một củ nấu cả nhà. Còn cái này là nửa củ, còn nửa củ, Nguyên xay nửa củ, còn nửa củ. Nguyên sẽ để dầu ô liu vô nha. Dầu ô liu cho bé ăn dặm. Xì lại lèo la, xì lại sư chào sang la, sư chung mù lèo với sư chào sang. Hello, xẻo chè, cung chủ. Vậy đi con, dậy ăn nè, mày làm đồ ăn con rồi đó. Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Chị mới ngủ dậy nè, ngồi một chút. Chị mới ngủ dậy nè. Ây da. Ăn sáng thôi, ăn sáng, ăn trưa rồi. Ăn trưa thôi. Oh yeah. Kia pha, kia pha. Nguyên làm đồ ăn cho A Chin. Làm đồ ăn xong rồi cái nói A Chin thức dậy ha. Cho A Chin ăn rồi A Chin mới ngủ nha. Ai vậy? Ai về ạ? Nguyên làm xong rồi cái A Chin ngủ. Cho nên phải bắt buộc là cho A Chin ngủ rồi mới mới cho ăn. Đói bụng rồi đó cho nên thức đó. Nóng rồi con, nóng không đúng không? Ngon không? Đói bụng rồi đó, đói bụng rồi đó mà cô chú anh Chinh đói bụng đó. Đói bụng rồi đó. Con uống nước không? Con uống nước không? Con uống miếng nước trắng miệng đi. Nè. Ý nè Nè con uống miếng nước đi, uống miếng nước trắng miệng, uống miếng nước trắng miệng. Bữa nay kéo hơi lẹ dữ rồi chị. Khát nước lắm hả con? Hả? Nè con. Nè con uống miếng nước đi, uống miếng nước, uống nước, uống nước. Ngon quá.
Khát nước lắm hả con? Ngủ mà khát nước quá trời khát nước. Uống ít ít thôi con. Nguyên có mua cái mấy cái vòng tròn nè cả nhà. Đó, mấy vòng tròn này cho A Chiên chơi nè. Một bộ nó có 3 cái. Nguyên để đây 2 cái. Một cái thì ở trong phòng. Ý, sao con ngậm cái này? Đi. Chiên à. Ha. À, nè, nè mẹ thương nè. Nè. Kỳ cục kẹo quá ta. Hả không bự ra coi. Giỏi không? Nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo quá à, nhõng nhẽo quá chứ nhõng nhẽo quá à. Bà ngoại cười à chứ. Ủa ta say nhuyễn luôn mà nhai. Mày sẽ nhuyễn rồi chứ bộ. Đúng không? Ê, đúng không con? Hả? Anh chỉ nhõng nhẽo. Anh chỉ nhõng nhẽo đúng không? Anh nhõng nhẽo. Mới ngủ dậy cho nên chưa tỉnh à. Con say kia nè. Ê con say kia nè mọi người của chú ơi. Ê con say kia nè mọi người của chú ơi. Con say kia nè mọi người của chú ơi. Nè. 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 Không nha. Nó mự nha. suy nghĩ gì hả? Cho mày không có coi. Ồ nhớ chi quá đau mẹ quá. Trời ơi. Này tự uống cầm bình nước uống. Cỡ ra một bình. Nè nhìn cái miệng à, cái miệng. Nè, ok. Kỳ cục kẹo. Được chứ. Mỗi lần thả hỏng ra là mừng hú hồn mà. Mẹ có bí quyết cho con mẹ ở miệng ra. Anh ơi, tên hoa sen.
điện thoại chồng mình đeo. Ok, không ăn thôi, không ăn nữa. Ồ vậy đó hả? Ồ mẹ xin lỗi nha, bữa nay chi ăn được nhiều nè, ông bà cô chú. Cái này hồi nãy nguyên chế này bịch này bình này khoảng 170 ml. 170-180 mà hồi nãy à chiên ăn giờ còn 60. 60 là à chiên ăn khoảng đó, gần hình như cả 100 ml rồi đó nha. Bữa nay à chiên ăn được nhiều nè. Yeah, mà cái cháo này bữa nay mình nấu đặc hơn mỗi hôm. Yeah, à chiên giỏi quá. Ôi sao mà mỗi lần ăn là buồn ngủ vậy cha nội. Ôi đòi mẹ ẩm hả? Ôi mẹ ẩm, ok mẹ ẩm. Ok, không ăn nữa, không ăn nữa. Ok. Mà mẹ bụng bụng đang chứ nữa nè. Nè, sấy sư bảo, sư hơ sủy tôi nè. Băng hai sẽ lại, giáo sư nói liền xì. Ừ, uống ăn ăn no, uống nước nhiều xíu con. Nhìn ba dữ à, nè, uống nước vô. Nước vô. Tha hơ là UML nào á. Cái bầu là mà nó biết hơ mà căng sai y xì lại kỳ tha hơ à UML à. Sư phụ nã phiến xì kỳ tha hơ. Đây. Ok. Lại. Rồi con xin chị cho con. Xí. Bye bye. Chị, kính bà ba chị. À, ý. 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 Đi, 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 đi với ba. Đi với ba. Mẹ cho chà, kêu mẹ có lên đất dầu mẹ chị chị. Chị à, chị, chị này bánh chị. Chị, chị, chị này bánh chị. Chị, chị, làm hai thời gian bạn. Dạ. Dạ. Dạ đi đi. Nhìn dữ à. À nhìn nhìn hình kìa. Đúng rồi. Dạ là cơ là cái ngoài trên khoảng đó. Đi 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 đi. Cái áo này mẹ Nguyên mới phát hiện ra nè cả nhà. Bây giờ Nguyên sẽ mặc cái kiểu mà áo dây chồng á. Ê ê ê chiên chiên. Để cho mẹ. Ủa cái đồ chơi của chiên đâu? Ủa cái đồ chơi kia của chiên đâu chiên? Cái Hello Kitty của chiên đâu rồi? Hello Kitty. Ồ, con ong. Nè con ong nè, con ong của con nè. Ngồi dựa vô đi. Bây giờ A Chiên biết ngồi rồi đó, A Chiên không có chịu ngồi dựa. Bây giờ Nguyên mới phát hiện ra cái áo này. Nguyên sẽ trồng ở bên phía này. Quay qua mẹ ra Chiên nè con. A Chiên nhìn ba đó mà cô chú. Ê trời ơi. A Chiên nhìn ba đó. Nè 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 nè. Nhìn đáng yêu. Chiên mặt như vậy. Ây da gớt rồi Chiên. Còn bên nữa con quay qua mẹ coi. Xong. Đẹp chưa? Đẹp dữ vậy sao? Nhìn nè ông bà cô chú, tại cái áo này cái dây hai bên nó rộng quá. Cho nên Nguyên trọng qua bên chéo vậy nè. À, nhìn nó không có rộng ha. Nó không có rộng cái áo nữa. Ê, đáng yêu dữ ta. Ừ. Đáng yêu quá ta ơi. Ai chà chà, bữa nay Chiên mặc đồ đáng yêu dữ vậy sao? Em bé ơi, bị mũi chích nè. Thay tả đó, cái nhà ra trước thay tả đó. Mà con mũi chích hồi nào không hay. Ngậm nữa ha, ngậm ha. Con dựa đây nè Chiên ơi. Mẹ trải về cho con dựa nè mà con không chịu dựa. Giờ nè A Chiên ngồi cứng, hơi cứng xíu rồi đó cả nhà. Cứ nằm, để A Chiên nằm xuống giò Nguyên gì nè, là A Chiên ngóc đầu lên. Cứ hở để A Chiên nằm xuống là A Chiên đang ngóc đầu lên. Cái gì kỳ cục kẹo hả cha? Kỳ cục kẹo các cha? Hả?
kỳ cục kẹo à. Gì vậy? Mặc đồ. Mặc đồ. Nhìn nó trên mặt này, nhìn mẹ nhìn không có quen. Đẹp dữ vậy sao? Nhìn nè ông bà cô chú, tại cái áo này cái dây hai bên nó rộng quá. Cho nên Nguyên trọng qua bên chéo vậy nè. À, nhìn nó không có rộng ha. Nó không có rộng cái áo nữa. Ê, đáng yêu dữ ta. Đáng yêu quá ta ơi. À chà chà, bữa nay Chiên mặc đồ đáng yêu dữ vậy sao? Em bé ơi, bị mũi chích nè. Thay tả đó cả nhà, ra trước thay tả đó. Mà con mũi chích hồi nào không hay. Ngậm nữa ha, ngậm ha. Đi nguyệt, đi nguyệt. Chu 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 chu. Ao. Ô mẹ mẹ. Ôi trời ơi, chu quá trời chu rồi. Kỳ cục kẹo à. Rồi mẹ không biết à. Kỳ cục kẹo. Chiên buồn ngủ nè, ông mời ngồi chút. Đó, đó, ba đi chơi kìa. Bay rồi. Nghe tiếng của ba đó. Chiên nghe tiếng ba đó. Đó, ba vô. Ba vô. Ba vô kìa. Ba vô. Ba có vô không? Ba có vô không? Trời ơi, ngồi tướng hay ghét không? Ấy, chà 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 chà. Cái vào bác xài vậy? Bác xài vậy? Ý bà bác sĩ nãy liền đó. Bà bác sĩ cho con làm đó. Bà bác sĩ cho con rồi đó. Ba đi làm rồi đó. Ý, ba đi làm rồi. Yeah. Ba bé bồng bông em bé để bắt tay với mẹ rồi. Hello hello, xin chào, xin chào em bé dễ thương ha. Chú, chú. Em bé ơi, em bé của mẹ, em bé của mẹ nè nè nè, đừng ngậm giò mẹ con. A chú, cho mẹ coi hai răng cửa con coi. Ai da, ai da, ai da đau mẹ nè, cho mẹ coi hai răng cửa. Ê, ê, hai con thỏ, hai con thỏ, hai con thỏ đâu rồi? Ê, ê. Nè 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 nè, nhìn mẹ nè. Ú, trời ơi, dũng dẻo rồi, dũng dẻo rồi. Chú, 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 chú. Nè, là mẹ nè, nhìn mẹ nè Chiên. À, à, à. À, Chiên đói bụng nè cả nhà. Nên Nguyên cho A Chiên ăn. Ăn có. Đi. Hồi nãy không chịu ăn. Ăn đút chằn ai bây giờ mới chịu ăn nè. Này có. Ý gớt hả? Này có này. Ôi ăn ngon lành luôn. Này có, này có, này có. Ôi thương dữ vậy trời, nó bụng hả con. Ôi là Nguyên chưa ăn hết á. Phải Nguyên ăn đã chín hết ăn rồi. Bữa nay A Chiên ăn giỏi quá nè ông bà cô chú ơi. Nè. Nè. Nó bụng nó ăn xong mà ngủ nha. Ê gớt gớt à. Nè có nè có. Nè 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 nè. Trời ơi, nó bụng nè. Ăn giỏi quá ta. A Chiên ăn giỏi không bà cô chú. Này có, này có, này có, này có. Ôi, giỏi quá ta ơi. Này có, này có, này có. Này có, này có, này có. Chịu ăn rồi hả?
thương quá, thương quá. Nó bụng. Ăn mới ăn chưa, chưa thúi cái địch đó. Mình mấy ba mà cô chú đi, mình ăn xong rồi mình ngủ nghe không. Ngủ chuông quá, bữa nay ăn muốn hết 180 mèo luôn á. Bữa nay nấu ngon hay không? Khoai tây nó ngọt hay sao á, nó thơm á. Giỏi. Ăn bọng khô luôn trời. Ngon không con? Nè. À, thôi video của Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai mẹ con Nguyên nha. Bye bye mời cô chú đi con. Bye bye. Bye bye đi rồi mình ăn tiếp rồi mình ngủ không? Ăn xong